Vậy là sau 92 trận đấu, 23 bàn thắng và 40 đường chuyền thành bàn, Özil đã nói lời chia tay đội tuyển quốc gia Đức. Mang hai quốc tịch, Özil có thể chơi cho Đức hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng anh quyết định gắn bó với đất nước nơi anh sinh ra và lớn lên. Özil khoác áo U17 Đức từ tháng 9 năm 2006 và cùng U21 Đức giành chức vô địch châu Âu năm 2009. Lần đầu tiên Özil khoác áo đội tuyển quốc gia là trận Đức Na Uy hồi tháng 2 năm 2009. Gần 10 năm trôi qua, cầu thủ sinh năm 1998 cùng đội tuyển Đức đã giành được không ít vinh quang. Đầu tiên là huy chương đồng World Cup 2010, rồi đến đồng hạng 3 Euro 2012 và đỉnh cao là danh hiệu vô địch World Cup 2014. Tiếp đến là vị trí đồng hạng 3 Euro 2016. Trong suốt khoảng thời gian đó, bóng đá Đức luôn thừa nhận tài năng đặc biệt của Özil, một chân truyền siêu hạng. Anh 5 lần được bầu chọn là tuyển thủ quốc gia hay nhất của các năm 2011, 2012, 2013, 2015 và 2016. Nhưng sau thất bại thảm họa của cổ xe tăng tại World Cup 2018, Özil thay vì thủ phạm chính là huấn luyện viên Joachim Kim Lâu để liên đoàn bóng đá Đức đưa lên dàn hỏa thiêu. Thậm chí, chủ tịch câu lạc bộ Bayern Munich Uli Hoeneß phủ nhận sạch công lao của Özil khi mô tả anh đã chơi tệ hại trong nhiều năm qua. Cút đi con lợn Thổ Nhĩ Kỳ Özil! Đó là nguyên văn lời những cổ động viên quá khích của Đức ném vào Özil sau khi đội tuyển Đức vượt qua Thụy Điển với tỷ số 2-1 tại vòng bảng World Cup 2018. Đó là chiến thắng duy nhất của Đức tại giải và cũng là trận duy nhất Özil không chơi trọn vẹn 90 phút. Những chỉ trích cay nghiệt này Özil không hề xa lạ. Theo thống kê của chính phủ cũng như xác nhận của Cục Cảnh sát Hình sự Đức thì ngày nay rất nhiều người Đức bài xích người Hồi giáo, đặc biệt là với phụ nữ Hồi giáo vì trông họ khác biệt khi dùng khăn che đầu và mặt. Özil là người Hồi giáo và là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, bố mẹ anh đều là người Thổ. Việc anh bị những người Đức chỉ trích cay nghiệt không phải là điều gì mới mẻ. Song khi những chỉ trích và phân biệt này tới từ các quan chức cấp cao của đội tuyển Đức thì mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức Reinhard Grindel yêu cầu Özil giải thích về cuộc gặp gỡ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trước các phương tiện truyền thông đại chúng ngay sau khi đội tuyển Đức bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2018. Cũng trong tuyên bố đó, ông Grindel gián tiếp ám chỉ Özil có lỗi trong thất bại của đội tuyển Đức tại World Cup 2018. Cần biết rằng, trước đó Özil và ông Grindel có cuộc gặp gỡ riêng để bàn về việc này. Dù cuộc gặp không có tính thiện chí cho lắm như mô tả của Özil, song cả anh và Grindel đều đi đến quyết định sau cùng là nên tập trung cho World Cup trước đã. Trong bức tâm thư phân trần trên mạng xã hội, Özil khẳng định anh rất thất vọng về những hành động phân biệt của chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức Reinhard Grindel với anh sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Song những hành động đó của Grindel không làm anh bất ngờ. Özil dẫn chứng, vào năm 2014 khi Grindel vẫn chỉ đang là thành viên của Quốc hội Đức, ông này đã bỏ phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu về tính khả thi của việc có hai quốc tịch cho người nhập cư. Grindel cũng khẳng định một cách tiêu cực rằng văn hóa Hồi giáo đã ăn sâu vào một số thành phố của nước Đức. Truyền thông Đức cũng phù họa cho Grindel trong việc đánh Özil. Ngôi sao của Arsenal thất vọng khi thừa nhận rằng báo chí biến tôi trở thành kẻ thù của tuyển Đức. Họ chẳng hề chỉ trích phong độ mà cứ vin vào gốc gác Thổ Nhĩ Kỳ để tấn công tôi. Gốc Thổ Nhĩ Kỳ khiến tôi trở thành mục tiêu đáng giá hơn ư? Ngay cả khi đội tuyển Đức vừa thất bại thảm hại tại World Cup 2018 thì việc đổ trách nhiệm lên đầu Mesut Özil cũng là hành động không thể chấp nhận được từ các quan chức cấp cao của Liên đoàn bóng đá Đức. Chứ chưa nói tới việc lôi lại lùm xùm trước giải đấu của Özil để lấy đó làm bia đỡ đạn cho phong độ yếu kém của Özil và thành tích thảm hoại của những cổ xe tăng Đức. Vậy mà Özil phải hứng chịu tất cả những điều đó. Đáng bàn hơn là không một cầu thủ có gốc gác nước ngoài nào khác của đội tuyển Đức bị chỉ trích ngoài Özil. Mario Gomez có gốc Tây Ban Nha, Boateng gốc Ghana hay Sami Khedira gốc Morocco đều không bị đặt làm tiêu điểm. EK Gundogan cũng là người xuất hiện trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chỉ một mình Özil phải giơ đầu chịu bán cho thất bại thảm họa của Đức tại World Cup.
nước Đức vốn luôn nhức nhối về vấn đề dân nhập cư cùng nạn phân biệt chủng tộc cũng như đối xử. Cơn lên đồng của những người yêu bóng đá Đức sau thất bại của đội tuyển quốc gia tại World Cup cần một con tốt chịu trách nhiệm. Và Özil xuất hiện, hứng chịu mọi sỉ vả xấu xí nhất của nước Đức vẫn được coi là tân tiến nhất số 1 châu Âu. Özil không xứng đáng trở thành tội đồ như vậy bởi anh hoàn toàn không phải là cầu thủ chơi tệ nhất trong màu áo đội tuyển Đức ở World Cup 2018. Vinh dự đó phải thuộc về những Semikida, Boateng, Thomas Müller, Julian Draxler. Và lẽ ra bóng đá Đức cần phải tạc tượng tôn vinh Özil thay vì sỉ nhục anh như vậy. Bởi Özil, chứ không phải ai khác, chính là đầu tàu kéo tuyển Đức ra khỏi thời kỳ tăm tối đến với vinh quang ánh sáng như ngày hôm nay. Trong vai trò nhạc trưởng, anh là trung tâm, bộ não của đội bóng, là người kiến tạo xuất sắc mà rất lâu rồi bóng đá Đức mới sản sinh ra được. Đã bao lâu rồi tuyển Đức sở hữu một cầu thủ chơi bóng mềm mại, khéo léo và có khả năng tung ra những đường truyền xé nát hàng thủ đối phương như vậy? Khoảng 17 năm trước, tính từ thời điểm Özil lên đầu khoác áo đội tuyển quốc gia vào năm 2009, đó là Thomas Hasler, người được bầu chọn là cầu thủ hay nhất tại Euro 1992, người từng cùng đội tuyển Đức giành chức vô địch World Cup 1990. Sau thời điểm Euro 1992 đó, Hasler còn tiếp tục chơi bóng tại World Cup 1994, Euro 1996, World Cup 1998 và Euro 2000, nhưng đã không còn giữ được phong độ và tầm ảnh hưởng như xưa. Năm 1996, Đức giành ngôi vô địch Euro ngay trên đất Anh, nhưng nhà tổ chức chính của Đức là Andreas Müller, một cầu thủ có lối chơi thiên về sức mạnh. Trong suốt một khoảng thời gian rất dài, tuyển Đức chơi thử bóng khô cứng do thiếu vắng những tiền vệ có trình độ kỹ thuật cao. Sau khi tiếp quản cổ xe tăng vào năm 2004, huấn luyện viên Jürgen Klinsmann chủ trương áp dụng lối đá tấn công phóng khoáng. Đức giành vị trí thứ 3 ở World Cup 2006 và huy chương bạc Euro 2008 với huấn luyện viên Joachim Löw. Nhưng về cơ bản, đội tuyển Đức vẫn chủ yếu triển khai tấn công bằng sức mạnh cơ bắp. Vũ khí của Đức là những cú đánh đầu của Miroslav Klose, những cú sút xa sấm sét của Michael Ballack, những pha bứt tốc bên cánh trái của Lukas Podolski. Tất cả đã thay đổi khi Özil xuất hiện. Tại World Cup 2010, người ta được chứng kiến một diện mạo mới của tuyển Đức, biến hóa hơn, mềm mại hơn, khó lường hơn. Ngay từ trận đầu tiên giữa Đức và Australia, Özil đã thể hiện một phẩm chất của một thiên tài. Đó là các pha chạm bóng nhẹ nhàng đầy kỹ thuật và những đường truyền xé toạc hàng thủ đội bóng xứ sở chuột túi. Yếu tố tạo ra sự tàn phá là Özil. Cậu ấy mở toang hàng thủ của chúng tôi, thật đáng khen ngợi, báo Guardian dẫn lời tiền vệ Tim Cahill thừa nhận khi đó. Özil đã chơi xuất sắc cả World Cup 2010, trở thành cầu thủ có nhiều đường truyền thành bàn nhất và có tên trong danh sách bầu chọn quả bóng vàng World Cup. Kể từ đó, một thời kỳ mới đầy huy hoàng của bóng đá Đức bắt đầu. Tại vòng loại Euro 2012, Özil là cầu thủ đứng đầu danh sách truyền bóng thành bàn. Đức không thể giành chức vô địch trên đất Ba Lan, Ukraine khi huấn luyện viên Löw chọn lựa đội hình sai lầm ở trận gặp Italia tại vòng bán kết, nhưng Özil vẫn chơi tuyệt hay. Ở World Cup 2014, cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã có những đóng góp rất đáng kể vào chiến tích của đội tuyển Đức. Không được xếp đá ở vị trí số 10 sở trường do Marco Reus dính chấn thương nặng, Özil buộc phải đá lệch vào cánh trái, nhưng vẫn đóng góp một bàn thắng và một đường truyền thành bàn. Trong trận chung kết trước Argentina, khi được trả lại vị trí trung tâm, Özil ngay lập tức thể hiện mọi phẩm chất tinh túy bằng những đường truyền cực hay, dù các đồng đội của anh không tận dụng thành công. Hai năm sau, tại Euro 2016, Özil một lần nữa tỏa sáng. Với một bàn thắng và một đường truyền thành bàn, anh đưa đội tuyển Đức vào bán kết. Và fan tuyển Đức đã bầu chọn anh là cầu thủ hay nhất của những cỗ xe tăng Đức tại giải đấu này. Theo thống kê của UEFA, Özil đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công 91%, tạo ra tới 48 cơ hội ghi bàn cho đồng đội trong 6 trận. Ngay cả ở trận bán kết khi Đức thua Pháp 0-2, cỗ xe tăng dưới sự dẫn dắt của Özil đã kiểm soát trận đấu, tạo nhiều cơ hội ghi bàn hơn đối thủ và chỉ thất bại vì những sai sót đáng tiếc của hàng thủ. Nhìn lại quãng thời gian gần 10 năm qua,
Có thể thấy, Ozil chính là nguồn cảm hứng của tuyển Đức, là nhân tố quan trọng nhất giúp cổ xe tăng giành được những thành công phi thường. Do đó, ngày 22 tháng 7 2018 đã trở thành ngày buồn và đau đớn với bóng đá Đức hơn tất cả thất bại thảm hại mà tuyển Đức từng trải qua trên đất Nga. Đó là ngày cầu thủ tài năng xuất chúng của bóng đá Đức trong suốt 10 năm qua giã từ đội tuyển vì cảm thấy bị phân biệt chủng tộc. Giã từ đội tuyển quốc gia ở tuổi 29 vì bị phân biệt chủng tộc rõ ràng là cái kết quá đắng cho Ozil, một trong những tiền vệ tấn công hay nhất mà đội tuyển Đức có được trong vòng gần 2 thập kỷ qua. Khi Ozil ra mắt đội tuyển Đức tại giải đấu lớn đầu tiên là World Cup 2010, tiền vệ sinh năm 1988 thực sự tạo ra một cơn sốt khi ấy với phong cách chơi bóng đậm chất nghệ sĩ mà cũng đầy hiệu quả. Kể từ đó cho tới kỳ World Cup thảm họa trên đất Nga, Ozil vẫn luôn là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Joachim Löw ở những giải đấu lớn, mà đỉnh cao chính là chức vô địch World Cup trên đất Brazil cách đây 4 năm. Con số thống kê nói rằng chiến thắng 2-1 trước Thụy Điển ở lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2018 là lần đầu tiên trong suốt 8 năm Ozil không được ra sân từ đầu ở các giải đấu lớn cho cổ xe tăng Đức. Trong trận thua 0-2 trước Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng, Ozil bị chỉ trích hết lời. Song những con số thống kê lại nói rằng số 10 đã chơi một trận tuyệt hay trong vai trò kiến tạo. Anh liên tục tung ra những đường truyền dọn cổ cho đồng đội, xong hết Timo Werner đến Mats Hummels dứt điểm hỏng ăn trong những tình huống cận thành. Những tranh cãi tương tự như thế đã luôn bủa vây xung quanh suốt sự nghiệp của Ozil: thiếu nhiệt tình, vô dụng trong phòng ngự, làm chậm nhịp độ tấn công, là những định kiến mà tiền vệ người Đức luôn phải hứng chịu. Xong Ozil chưa từng phàn nàn về điều đó, hoặc đúng hơn là tiền vệ sinh năm 1988 luôn lấy những màn trình diễn trên sân cỏ để đáp trả. Xong lần này, Ozil đã chọn cách, như chính anh thừa nhận, là dừng lại. Anh không muốn đôi co thêm với người Đức đã không tôn trọng, thậm chí phân biệt anh với thứ định kiến về chủng tộc đầy nhỏ nhen của họ. Khi chiến thắng, tôi là người Đức, lúc thất bại tôi chỉ là dân nhập cư. Câu nói chua chát này của Ozil còn hơn cả một cú đấm vào lòng tự tôn của người Đức. Nước Đức sẽ phải trả giá vì những hành động xấu hổ với không chỉ Ozil mà còn là tất thảy những người nhập cư hoặc gốc nhập cư trên lãnh thổ của nước Đức. Mà việc đội tuyển quốc gia mất đi thiên tài Ozil là một trong những hệ quả đầu tiên. Với Ozil, đây rõ ràng là cái kết đắng cho tiền vệ thiên tài này. Song quyết định dũng cảm của Ozil rồi sẽ được ghi dấu ấn như một sự phản kháng đầy mạnh mẽ tới nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Như chính Ozil khẳng định, thứ xấu xí ấy không bao giờ nên được chấp nhận trong môn thể thao vua. Cảm ơn cả nhà đã ghé thăm kênh Ẩm thực và Cuộc sống. Nếu cả nhà thấy video này hay thì hãy nhấn nút like và chia sẻ video cho nhiều người khác cùng biết. Hãy đăng ký subscribe để sớm nhận được những video tuyệt vời tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.